Năm trận đánh then chốt của chiến tranh trăm năm. Chiến tranh trăm năm là một trong những cuộc xung đột lớn nhất của thời Trung Cổ, đã định hình bản sắc quốc gia của Pháp và Anh, đồng thời kết thúc kỷ nguyên thống trị của các hiệp sĩ mặc áo giáp. Đây là thời điểm mà Edward III, vua của Anh, cai trị một vương quốc đầy nợ nần, sự phản bội của các quý tộc và tình trạng nội chiến. Như nhiều nhà lãnh đạo khác trước và sau ông, Edward tin rằng việc đoàn kết quốc gia thông qua một sứ mệnh lớn ở nước ngoài là giải pháp cho các vấn đề nội bộ. Sứ mệnh đó là được chinh phục Pháp, một quốc gia giàu có và mạnh mẽ, kẻ thù lâu đời của Anh. Edward không lường trước được rằng quyết định này sẽ đẩy đất nước của mình vào hơn 100 năm chiến tranh, đầy rẫy những bạo lực và các cuộc nổi dậy của nông dân. Dưới đây là 5 trận chiến tiêu biểu nhất trong chiến tranh trăm năm. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Slice 1340, trận chiến đầu tiên trong chiến tranh trăm năm. Trận Slice có thể không được biết đến rộng rãi như các trận Crecy, Poitiers hay là Agincourt, nhưng lại được xem là một trận đánh quan trọng hơn, có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử châu Âu từ đó trở đi. Khác biệt với các trận chiến truyền thống trên bộ của thời Trung Cổ, Slice là một cuộc đối đầu ngoạn mục trên biển, diễn ra ngoài khơi bờ biển Flanders, giữa khoảng 200 chiếc tàu của Pháp và một lực lượng nhỏ hơn của Anh. Vua Edward III của Anh đã tự mình chỉ huy hạm đội trên tàu Thomas, sử dụng một chiến thuật thông minh bằng cách đặt hạm đội sao cho gió thổi từ phía bên phải, tận dụng ánh sáng mặt trời để có lợi thế. Khi khoảng cách giữa hai hạm đội thu hẹp lại, một cuộc đấu tay đôi giữa lực lượng phóng tên của cả hai bên đã bắt đầu. Điều rõ ràng là các tay bắn nỏ của Pháp không thể cạnh tranh với tốc độ và hiệu quả của các tay bắn cung Anh, một yếu tố quyết định trong sự hỗn loạn của trận chiến hải quân. Những mũi tên của Anh đã làm sạch bon tàu Pháp trước cả khi quân lính Anh tiến lên tàu địch. Kết cục là một chiến thắng áp đảo cho Anh, đa số hạm đội Pháp bị bắt giữ, đánh chìm hoặc là mắc cạn. Ước tính có khoảng 10.000 thủy thủ Pháp thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt so với chỉ vài trăm người Anh. Edward chỉ bị thương nhẹ ở tay và đùi, nhưng không ảnh hưởng nhiều. Tầm quan trọng của Slice không chỉ nằm ở kết quả trực tiếp của trận chiến, mà còn ở hậu quả lâu dài của nó, nhanh chóng phá hủy sức mạnh hải quân của Pháp, mở đường cho Edward đưa quân vào Pháp mà không gặp trở ngại. Điều này đã đặt nền móng cho các cuộc chiến sau này chủ yếu diễn ra trên đất Pháp, chứ không phải là trên đất Anh. Về lâu dài, Slice cũng thiết lập sự kiểm soát không thể tranh cãi của Anh đối với eo biển Manchester, duy trì ảnh hưởng cho nhiều thế kỷ sau, ngoại trừ một số ít trường hợp ngoại lệ. Crecy 1346, cung tên chiếm ưu thế. Mặc dù vua Edward đã giành được chiến thắng quan trọng trên biển, nhưng chiến thắng đó không đủ để ông kiểm soát lãnh thổ Pháp hoặc là chiếm ưu thế trong chiến tranh trăm năm. Để thực sự giành được chiến thắng, Edward cần phải đánh bại quân đội dã chiến của Pháp và có thể phải tiến hành bao vây Paris. Sau một thời gian ngắn hòa bình do giáo hoàng thúc đẩy, Edward quay trở lại Pháp và vào mùa hè năm 1346 dẫn dắt quân đội chính của mình vào trận đấu gần làng Crecy. Quân Anh ước lượng chỉ hơn 10.000 người, trong khi Pháp với lực lượng kỵ binh hạng nặng hàng đầu châu Âu đông hơn nhiều, có từ 20-30.000 người. Tuy nhiên, quân Anh có một lợi thế lớn, đó là cung tên. Cây cung dài 6 feet khoảng 1,8 mét được làm từ gỗ thủy tùng, cho phép một cung thủ tài năng bắn tới 10 mũi tên mỗi phút. Nghiên cứu gần đây khẳng định rằng mũi tên Bodkin được Anh sử dụng đặc biệt, có thể xuyên qua áo giáp từ khoảng cách hơn 200 mét. Đối với nhiều người Pháp, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến loại vũ khí mạnh mẽ này được sử dụng trên chiến trường. Vua Edward đã cẩn thận chọn địa điểm cho đào hố trước mặt cung thủ và rải cowdrops, những chiếc gai nhọn thiết kế để làm tổn thương móng ngựa. Trước tuyến phòng thủ của quân Anh, tự tin vào số lượng vượt trội, hiệp sĩ Pháp đã lao vào tấn công mà không lường trước được sự nguy hiểm. Kết quả là một thảm kịch cho Pháp với khoảng 2.000 quý tộc thiệt mạng cùng với hàng nghìn binh sĩ bộ binh và lính bắn nỏ, trong khi thương vong của Anh chỉ đếm được bằng hàng trăm. Lực lượng kỵ binh mạnh nhất châu Âu đã thất bại trước những người lính bình thường, được trang bị vũ khí mới với sức mạnh tàn phá lớn và chi phí sản xuất thấp. Điều này dẫn tới sự suy giảm của kỵ sĩ cưỡi ngựa và mở đường cho bộ binh và vũ khí dựa trên công nghệ mới chiếm ưu thế trên chiến trường. Cuộc nổi dậy của nông dân ở London năm 1381. Khi nhắc đến chiến tranh trăm năm, ít người nghĩ ngay tới cuộc nổi dậy của nông dân tại Anh. Thực tế, cuộc nổi dậy này phần lớn bùng phát do những thất bại quân sự liên tục trong chiến tranh. Sau trận Crecy, đại dịch cá chết đen đã quét qua châu Âu, làm giảm đáng kể dân số và nguồn lực cho nông nghiệp. Trong thời kỳ này, nếu một nông dân không hài lòng với lãnh chúa của mình, anh ta có thể dễ dàng rời bỏ.
và tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nơi khác. Chế độ nông nô tạm thời sụp đổ tại cả Anh và Pháp. Tuy nhiên, khi dịch bệnh dần dịu đi, sự đàn áp quay trở lại. Vào những năm 1370, vận mệnh của Anh trong chiến tranh trăm năm bắt đầu đi xuống. Thuế được tăng lên đáng kể để chi trả cho chiến tranh. Vị vua mới Richard II không có sự quyết đoán như Edward III, dẫn đến việc nhiều cung thủ dày dặn kinh nghiệm mất việc. Điều này tạo ra môi trường cho một cuộc cách mạng bạo lực, và đó chính là điều đã xảy ra vào mùa hè oi bức của năm 1381. Cuộc nổi dậy bắt đầu từ Kent, nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia và lan rộng ra tới London. Quân nổi dậy đã xông vào tháp London, bắt giữ và sau đó hành quyết thị trưởng, tổng giám mục Sudbury và thủ quỹ của ông ta tại Tower Hill. Họ cũng tấn công và giết hại bất kỳ người nước ngoài nào họ gặp, phần lớn là người Flemings. Cuộc đối đầu quyết định diễn ra tại Smithfield vào Chủ nhật ngày 15 tháng 6 với Wat Tyler làm thủ lĩnh của quân nổi dậy. Yêu cầu của họ rất rõ ràng, hủy bỏ các lệ thuế không công bằng, bãi bỏ tầng lớp quý tộc và ân xá cho những người tham gia nổi dậy. Đáng ngạc nhiên, Richard đã đồng ý với tất cả những yêu cầu này vì lựa chọn của ông lúc đó rất hạn chế. Câu chuyện tiếp theo sau cuộc gặp giữa nhà vua và nông dân tại Smithfield có những chi tiết mơ hồ, phụ thuộc vào nguồn sử liệu được tham khảo. Tuy nhiên, điểm chung trong các tài liệu là Wat Tyler, thủ lĩnh của nông dân, bị thị trưởng London đâm trọng thương và sau đó tử vong. Sự việc này và lời hứa của vua Richard II rằng mọi yêu cầu của nông dân sẽ được đáp ứng đã khiến cuộc nổi dậy tạm thời lắng dịu. Tuy nhiên, đây chỉ là một chiêu bài và về sau Richard không giữ được lời hứa của mình. Ở Pháp, trong cùng khoảng thời gian, một cuộc nổi dậy tương tự của nông dân cũng bị dập tắt một cách tàn bạo bởi công tước xứ Burgundy. Ở cả hai quốc gia, giới lãnh đạo đã phải đối mặt với sự thách thức từ dân thường. Mặc dù các cuộc nổi dậy đều không thành công, chúng đã đánh dấu sự xuất hiện của một lực lượng mới trong chính trị, dân thường. Dù chưa có đại diện chính thức trong chính phủ, sự hiện diện của họ không thể bị phớt lờ như trước. Do ảnh hưởng của chiến tranh, nông dân ở cả Anh và Pháp ngày càng trở nên quen thuộc với việc mang và sử dụng vũ khí. Điều này không chỉ khiến họ trở thành một mối đe dọa đối với quân đội đối phương, mà còn đe dọa đến chính trật tự xã hội phong kiến trong nước. Cuộc sống trong thời kỳ chiến tranh đã biến họ thành những chiến binh tiềm năng, thách thức cả quyền lực lẫn cấu trúc xã hội truyền thống. Agincourt 1415, chiến thắng vĩ đại nhất của nước Anh. Agincourt là trận chiến được biết đến nhiều nhất trong chiến tranh trăm năm, diễn ra vào mùa hè và mùa thu năm 1415. Và sự kiện này đã được William Shakespeare tái hiện một cách sống động trong vở kịch Henry V của ông. Henry V lên ngôi vua vào năm 1413 và chỉ sau 2 năm, ông bắt đầu một chiến dịch xâm lược nước Pháp. Mục tiêu đầu tiên của ông là thị trấn Harfleur ven biển, nhưng việc chinh phục nơi này không dễ dàng như dự kiến. Một cuộc bao vây lâu dài đã diễn ra, trong đó bệnh kiết lỵ lan tràn trong quân đội Anh, nhưng cuối cùng họ vẫn chiếm được thị trấn. Sau Harfleur, quân đội của Henry đã giảm sút đáng kể so với ban đầu, quyết định tiếp tục hành quân đến Calais, một cảng do người Anh kiểm soát. Cuộc hành quân này trở nên cực kỳ khó khăn do thời tiết xấu, thiếu thốn lương thực và bệnh tật. Trên đường đến Calais, quân Anh bị một lực lượng Pháp hùng hậu ngăn chặn. Khác với trận Crecy, Agincourt không phải là một cuộc đối đầu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối với người Anh, đây là một trận chiến tuyệt vọng cho sự sống còn. Trong khi đó, người Pháp thấy đây là cơ hội để tiêu diệt hoàn toàn quân đội Anh, bắt giữ vua của họ và có thể kết thúc chiến tranh trăm năm chỉ trong một buổi chiều. Người Pháp từ chối lời đề nghị chiến đấu đơn lẻ từ vua Henry và chọn cách dựng trại chờ đợi, hy vọng đói khát và bệnh tật sẽ làm suy yếu quân Anh. Sau một bài phát biểu ngắn gọn, vua Henry đã ra lệnh cho quân đội của mình tiến lên và bắt đầu trận chiến bằng cách bắn một loạt mũi tên về phía quân Pháp, khiến cho quân Pháp vội vã tấn công. Mặc dù đã trải qua thất bại tại Crecy, quân Pháp lại mắc sai lầm tương tự bằng cách ngay lập tức phản công. Các cung thủ Anh đã ngăn chặn hiệu quả cuộc tấn công này và khiến cho bộ binh Pháp rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trái với hình ảnh anh hùng thường thấy trong kịch và phim, thực tế của trận chiến rất khắc nghiệt. Phần lớn thương vong của quân Pháp xảy ra trong giai đoạn này, khi sự hoảng loạn gây ra một vụ dẫm đạp khủng khiếp. Nhiều người không chỉ bị đồng đội đè bẹp mà còn chết đuối trong bùn. Trong khi đó, mũi tên của quân Anh liên tục bay vào hàng ngũ của quân Pháp. Các hiệp sĩ Anh đã tận dụng cơ hội này để tấn công bên cạnh, giết chết hoặc bắt giữ các quý tộc Pháp làm tù nhân và tàn sát những người khác. Khi cạn kiệt mũi tên, những cung thủ Anh đã dùng dao găm để đâm vào những hiệp sĩ Pháp bị thương. Thương vong của quân Pháp vô cùng nặng nề, ước tính có thể lên đến 10.000 người, giáng một đòn mạnh vào tầng lớp quý tộc Pháp. Cuối cùng, vua Pháp đã phải yêu cầu hòa bình và công nhận Henry là người kế vị hợp pháp của mình.
Dù đầy bi thảm, Agincourt lại là một biểu tượng cho đỉnh cao của tham vọng đế quốc Anh trong chiến tranh trăm năm. Castillon, 1453, trận chiến cuối cùng của chiến tranh trăm năm. Vào năm 1453, Pháp đã xây dựng được một lực lượng quân đội chuyên nghiệp, cải thiện hệ thống tài chính của mình và tái chiếm được phần lớn lãnh thổ mà họ đã mất vào tay người Anh. Lúc này chỉ còn Gascony và cảng Calais nằm dưới sự cai trị của người Anh. Trong khi đó, Anh lại đang rối ren với những mâu thuẫn nội bộ và không thể chi trả cho các chiến dịch quân sự nước ngoài. Mặc dù Joan of Arc đã qua đời, nhưng tinh thần của bà vẫn là nguồn cảm hứng cho cả quốc gia Pháp. Cuộc xâm lược Gascony của Pháp diễn ra gần thị trấn Castillon vào tháng 7 năm 1453, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Quân đội Pháp lần này không giống như những lần trước, họ giảm số lượng hiệp sĩ mặc áo giáp, thay vào đó là sử dụng nhiều đại bác và súng cầm tay thô sơ. Trận chiến Castillon có thể được coi là phiên bản đảo ngược của Crecy. Một cuộc tấn công quy mô lớn của bộ binh Anh đã bị lực lượng súng đại bác và súng thô sơ của Pháp chặn lại một cách dễ dàng. Quân Anh chịu tổn thất nặng nề với khoảng 4.000 người, trong khi Pháp chỉ mất vài trăm người. Các cung thủ Anh một thời được ca ngợi đã trở nên bất lực trước vũ khí hiện đại này. Gascony sau cùng cũng bị Pháp chiếm lại, đánh dấu sự hoàn thiện lãnh thổ của Pháp, ngoại trừ Calais, nơi mà sau này cũng sẽ được thu hồi. Trận chiến Castillon không chỉ quan trọng trong việc tái lập lãnh thổ Pháp, mà còn đánh dấu sự ra đời của quân đội hiện đại với công nghệ vượt trội. Castillon đã chứng minh hiệu quả của vũ khí thuốc súng, một bài học mà sau này được khẳng định chắc chắn tại trận Pavia năm 1525. Chiến tranh trăm năm kết thúc, mở ra một kỷ nguyên mới với sự suy tàn của chế độ phong kiến và sự nổi lên của lực lượng lính đánh thuê khi thường dân trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!